Ôi, chào bạn nha. Do có mấy bạn kêu mình đi mua cái con ốc vượng hồn Kavibet đó các bạn, thì do hôm giờ mình đặt ở shop rồi mà vẫn chưa có các bạn ơi. Đó, thì shop nhắn khi nào có thì mình mới tới mình lấy, nhưng mà hôm giờ mình nhắn cũng lâu lắm rồi mà chưa có các bạn. Thì cũng có một bạn chỉ mình là cái con VO á, ở cái shop ở trên mạng á, thì kêu mình đến đặt cái shop đó mua một con video về review cho các bạn coi. Thì hôm nay mình cũng đã đặt một con rồi. Đây. Đây người ta cũng đã giao hàng cho mình rồi ha. Lần này là lần đầu tiên mình mua ốc vượng hồn ở trên mạng nha các bạn. Ha, tại vì nào giờ mình cũng không thích mua ở trên mạng các bạn, tại vì mình không có được lựa các bạn. Mình chỉ thích đến shop mua trực tiếp thì mình sẽ lựa được con ốc đẹp hoặc cái vỏ đẹp, đúng không? Con này thì mình ta chỉ giao cho mình hên xui thôi ha. Đó, mình không biết là có con này có đẹp hay không đó, mình cũng đặt ha để về mình review cho bạn coi con ốc video này nha ha. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp nha nha các bạn. Đây, cái gói hàng đây nha các bạn ha, đó người ta mới giao cho mình luôn. Thì cái con này mình đặt là cái con VO này là giá là 50k nha các bạn. Ha, tiền ship là như 16.000, 15.000 gì đó. Tổng cộng là 65k nha các bạn. Ha, thì mình đặt khoảng như 2 ngày á, 2 ngày là có các bạn. Đó thì bữa nay bây giờ mình sẽ khui hộp luôn nha. Đây. Cắt cái băng keo vào trước nha các bạn. Ở đây mình cắt rồi mình quay cho các bạn coi nha. Một tay mình cầm mình cắt không có được. Đây mình cắt băng keo qua rồi nha các bạn. Mình mở ra coi đẹp không nha. Nó này lần đầu tiên mình mua con ốc mượn hồn trên mạng luôn nè. Đó, tại người ta giao không biết có đẹp hay không nha. Tại cái shop này cũng ở xa lắm các bạn. Ở xa chỗ mình lắm nên mình cũng đặt thử luôn. Đó, người ta bỏ trong cái hộp này về, người ta dán băng keo lại nè. Còn lớp băng keo nữa. Đây cái hộp giấy ha, bỏ qua bên. Đây, giờ mình gỡ băng keo này ra luôn. Đây, mình mới gỡ băng keo rồi nha các bạn. Đó, người ta cũng bỏ một lớp riêu vậy luôn nè. Đây mình coi coi nó đâu. À. Đây đây. Con Biolat nha các bạn. Ha, nó nằm trong một cái vỏ của con ốc sên. Đó, em ở đây. Nhìn cũng được nha các bạn, ok nha các bạn. Đầy đủ nha, hai càng, bốn cái chân đây. Đó, nhìn cũng đầy đủ nha, mà không biết con này nó có giữ không các bạn. Đó, các bạn nào nuôi cái con bio này rồi thì comment cho mình biết nha, con này nó có kẹp hay kẹp không nha các bạn. Đó, nó sống trong cái vỏ ốc sên là cái chân của nó cũng lú lú ra nhiều như vậy nè, giống như cái con lila của mình các bạn. Y như nó giữ đó các bạn ơi. Đó, cái càng đó không các bạn thấy không, nó be cái càng ra mình để tay vô rồi đó là nó kẹp kẹp ra liền nè, nghĩ cái con này giữ nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ vô chuồng thử cho nó bò nha các bạn. Đó đây nè, nó sẵn thì có mình chưa có cái dòng bio này đó, thì sẵn có một bạn nhỏ đó chỉ cho mình lên trên Shopee á, này mình mua ở Shopee nha. Đó thì người ta có bán cái con bio này giá cũng rẻ đó, thì mình thấy bạn nó có mua rồi thì mình thu mua theo các bạn đó. À, cái con này thì mình mua 50k nữa các bạn, này là size S nha các bạn. À, nó phí ship là 15.000, 16.000 chứ. Đó, sống trong cái vỏ ốc sên. À, cái vỏ này mình không thích các bạn, mình không thích cái vỏ này, nhìn nó không có đẹp mấy.
đều mỗi mình mua cái vỏ khác mình cho nó thay nha. Nói con này thì nó có giống như con lila các bạn ơi, nó cũng sống trong cái vỏ mà không có bao bọc hết cái thân của nó các bạn. Đó các bạn thấy không, nó lú ra hoài quá trời phải không, nhưng mà cái càng nó thì lúc nào cũng be be vậy không, để vô lỡ kẹp lại liền phải không. Nghĩ chắc con này cũng khá dữ nha các bạn. Đó, các bạn nào mà bị cái con này kẹp rồi thì comment cho mình biết nha. Đó giờ mình thả xuống rồi nó bò vô cái chuồng, vô môi trường mới cái này nó sống như thế nào nha các bạn. Đó, cái con này thì cũng khá dạng nha các bạn. Đó, nó không có nhút nhát như mấy cái giống dòng kia. Đó, đụng tới nó là nó chạy à. Cái màu của nó là màu nâu nâu xám xám nha các bạn. Sao mình thấy để trên trên trang á, là mình thấy nó màu xanh mà sao như cái màu nó nâu nâu xám xám các bạn, không có màu xanh nha. Đó, không biết cái dòng này nó có hung dữ không nha các bạn. Mình nuôi chung với cái chuồng mấy con Ruro với con Lila, với con Bella Tut của mình luôn. Không biết nó có hung dữ hay không ha. Để mình bỏ thử rồi. Tại cái dòng này mình cũng mới biết đến nó thôi. Mình chưa nó nuôi có nuôi nó. Đó, bạn nào có nuôi cái dòng này rồi thì comment chỉ mình nha. Đó, hiện giờ mình cũng chưa có cái dòng này. Đó, hôm nay mình mua thử cái con này về mình nuôi luôn. Đó, mình thấy nó thì khá lành nha các bạn, khá nhoi nha. Đó, mới bỏ vô đã bò khắp chuồng rồi, thấy không? Đó, mình coi coi cái biểu hiện cho nó gặp mấy em Google của mình nó có tấn công không nha. Em mình thấy bỏ chạy rồi. Đó, cái màu của nó giống cũng giống giống như màu rêu các bạn. Đó, bò lại chén nước ngọt. Mình tắt cái máy oxy rồi các bạn. Để nghe cái máy oxy nghe ồ khó chịu như nó khát nước hay gì á. Chắc người ta giao 2 ngày á, nó có nước nó uống á. À, nó khát nước đúng rồi, nó uống nước. Nó uống nước các bạn ơi. 2 ngày trong hộp không có nước uống các bạn. Thì giờ nó thấy nước là nó chạy tới uống liền. Nó đang uống nước á. Uống nước ngọt nha các bạn. Đó thì mình để thử cho nó ở trong đây một ngày coi mình có nó thấy nó có tấn công mấy con Guro không nha. Đó thì giờ nãy giờ nó vẫn còn uống nước. Nó coi có tấn công mấy con Guro của mình hay không nha. Tại trong đây có Guro nhỏ, có lớn, có vừa có nha các bạn. Biết nó có giữ như cái con Revy của mình không ha. Revy nữa nó cắn con Guro gãy cái chân. Đó. Nhìn cái màu của nó thì nâu nâu nha các bạn. Nó nâu hơi xanh, xanh nhẹ nhẹ ra. Chứ không có xanh gì mấy nha các bạn. Nó nhưng mà cái vỏ thì không được đẹp lắm nha. Để hôm nào mình đi mua cái vỏ khác mình cho nó thay nha. Đó thì để giờ mình quay lại một lần nữa cho các bạn coi con ốc video của mình mới mua về nha. Đó, nó đây. Khá dữ nha các bạn. Nó be cái càng ghê không. Con này chắc là nó cũng ngang ngửi con Lila nha các bạn. Đó, để cái càng vô là nó kẹp lại liền à. Rất là ghê luôn á. Đây. Sống trong cái vỏ ốc sên nha. Đó, cái màu nó thì hơi nâu nâu. Xanh xanh, xanh nhẹ các bạn. Không xanh gì mấy nha. Đó. Hai càng, bốn cái chân đầy đủ nha các bạn. Đó, con này mình mua trên Shopee nha các bạn. Đó. Shopee giá 50k nha, size S. À, giá 50k với tiền ship 16.000 nữa. Là 66.000, 65.000, 66.000 chứ. Đúng rồi. Đó thì các bạn nào muốn mua thì cứ lên Shopee search ra ốc mượn hồn VO thì nó sẽ hiện ra thôi. Ha. À, đó này cũng lần đầu tiên mình mua ốc mượn hồn trên Shopee nha các bạn. Đó nào mình nào giờ mình chỉ đến tận tận nơi shop mà mình lựa. Đó mình lựa tờ con ốc với lại cái vỏ nó đẹp, chiếc ốc nó nhìn nó khỏe mạnh, nó đẹp, nhoi. Ở còn cái này là mình đặt trên mạng người ta giao ngẫu nhiên thôi. Ha. Đó nhìn cũng được nha các bạn, nhìn cũng ok nha. Chỉ có cái vỏ này mình không thích. Để mốt mình mua vỏ khác cho nó thay ha.
Thì đó, thì giờ trong khi chờ đợi cái con ốc KVBS nó về đến shop thì shop sẽ nhắn cho mình ra lấy. Thì có một bạn gợi ý cho mình là lên lên Shopee đặt cái con VO này về. Thì hôm nay mình đã đặt cách 2 ngày thì hôm nay ốc đã về tới nhà mình rồi nha. Đó, đây con VO ha. Đó thì bây giờ mình sẽ cho nó ở chung với mấy con Ruro này coi nó có hung dữ không nhé các bạn. Đó. Rồi, mà mình xin kết thúc video tại đây nha. À, cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.